Dạ, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay mình lên cái cưa trượt của Makita, mã của nó là LS01G. Thì em này nó là được sản xuất tại Nhật ha anh em ha. Cái này nó có đèn, đèn LED ha, đèn LED đây. Anh em đã có pin và sạc rồi thì mình mua cái thân máy về sử dụng ha. Đây, cái cục pin có anh em đã có sẵn rồi thì mình mua cái sạc ra. Rồi thì nó có cái thanh trượt ở đây, thanh trượt ở đây là mình cưa ha, cưa từ bên đây mình đẩy qua. Thì cái hành trình của nó là 25 dành cho anh em đi quay. Và cái ở phía dưới này thì nó là làm bằng inox ha, inox in lên. Khung này thì khung nhôm và sơn tĩnh điện khá là đẹp. Rồi đây, cái này nó là lưỡi cắt của nó là 155 đến 165, là lưỡi 165 ha anh em ha. Anh em đi hoài và cái độ chính xác của nó thì tuyệt vời. Rồi đây có bóng đèn để anh em đi hoài và các khớp này, cái này thì khóa lại, cái này khóa lại ha, khóa lại thì không có trượt được và mở khóa làm rất là nhanh gọn lại ha. Rồi, thì mình sẽ gửi đến anh em xem tiếp cái máy này. Nó là hở không chở than, không than nha anh em. Rồi, cái này nó là đè lưỡi, định hình lưỡi. Cái khung của Makita, nó hàng Nhật, nó sản xuất nhìn rất là đã luôn. Anh em xem cái tem nha, cái tem đây. Cái này nó cũng hơi cứng cứng rầm rè xíu thì mình sẽ gửi đến là nói là Made in Japan. Made in Japan. Cái này là hàng từ Nhật về nha anh em. Hàng Nhật về. Sử dụng hở 40V. Và chữ ở dưới này cũng chữ Nhật luôn. Cái này thì mình bẻ nghiêng qua 45. Mày nghiêng qua nghiêng lại luôn, nó cho mình thoải mái ha. Nghiêng qua, đây là nghiêng trái này, trái. Rồi, cái khóa ở dưới thì mình sẽ bẻ ngang qua lại đỡ mình nghiêng phải. Cái chỗ này, canh canh cỡ chỗ này, đây cho bên trái và cho bên phải luôn. Rồi, thì mình sẽ định hình lại ha, khóa lại cái hở này rất là cứng ha. Này nó, cái này nó dính bụi nha, hồi này rất là cứng ha anh em ha. Nó chỉ cho mở lên chút xíu thôi rồi khóa lại thôi ha. Rồi ok, máy thì của Nhật và em xem thông số ha. Thông số của nó là 4.200 vòng trên phút, sử dụng pin 36 đến 40V, 36 đến 40V. Ok. Cái này thì mình khóa lưỡi đè vô rồi mình khóa lưỡi, mình thay lưỡi ha. Thì Makita không chở than. Rồi anh em thấy hàng độc nhớ like giúp Tùng một like. Thì cái thân máy này nó là sản xuất tại Nhật và 40V, thì giá của nó là 11 triệu, 11 triệu chưa bao gồm phí ship nha. Rồi đó. Wow, cái thắng đã quá, nó 4.200 vòng trên phút luôn anh em ạ. Rồi, thì mình sẽ xem cái này mình mở ra ha. Có cái khóa ngay chỗ này để mở nâng lên. Đấy. Wow. Đây. Siêu êm luôn, cái hành trình này siêu êm luôn. Cắt lên cắt xuống siêu êm luôn. Đấy. Rồi tiếp nữa, đặc biệt cái này nó có tia laser ở dưới này, đây đèn này, đây tia laser để cho nó chiếu sáng ở dưới này ha. Rồi, gửi đến anh em xem, nó là tia laser đỏ, đây nó nằm ở trên này, laser đỏ trên này, nó sáng xuống ha. Đấy. Rồi thì đè xuống ha, chính xác luôn. Wow, đây quá đã ha anh em ha. Rồi,
thử ha. Rồi, thích bật đèn thì bật đèn lên. Ôi cà. Cái này thì Tùng làm nó kỹ xíu để cho anh em xem. Hai ti. Rồi, thì sử dụng pin sản xuất tại Nhật, họ không thừa than. Anh em đèn sáng luôn, đây đèn led luôn, bảy quậy quậy luôn ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Thử xem thử ha, cái lưỡi mình theo kèm đã lưỡi của Nhật luôn.